Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà mình nấu cơm bằng cái nồi cuốc đó ha. Đầu tiên á là mình sẽ cắm ổ điện trước ha. Nhà mình để ý là mình sẽ cắm điện trước, sau đó thì mình mới cho gạo vào nồi để mình nấu ha. Nếu mà mình làm ngược lại cái động tác này á thì sẽ cái nồi nó sẽ báo lỗi nha nhà mình. Cho nên nhà mình để ý giúp em là mình sẽ phải cắm ổ điện trước, sau đó thì mới cho gạo vào nồi để mình nấu ha. Rồi em mở cái nắp nồi bằng cách là em xoay và em bấm vào đây ha. Rồi ở bên trong lòng nồi thì nó sẽ như thế này ha. Đầu tiên á, là mình sẽ bỏ gạo vô, sau đó thì mình cho nước vào. Theo kinh nghiệm á, là nước nó sẽ trên cái mặt gạo tầm một phân hoặc là hơn một xíu thì là mình nấu cơm nó sẽ ngon rồi ha. Cái cơm này á, khi mà nó chín á, thì nó sẽ không có nở bung hoa như là những cái mình nấu bằng cái nồi khác. Cái hạt gạo nó sẽ vẫn còn nhỏ ha. Ở đây á, thì em sẽ quay cận cảnh bên trong này á, cho nhà mình nhìn rõ hơn một xíu ha. Rồi bên này là bên trong cái lòng nồi này ha nhà mình ha. Rồi rồi bên này nhà mình nhìn rõ chưa ạ? Rồi sau đó thì mình cho gạo, mình đóng cái nắp lại ha. Đây là những chức năng này là khởi động nè, rồi tắt mở, và bên này là cái nút làm sạch ha. Rồi khởi động tắt mở dạ. Rồi tiếp theo là cái nút này là cái nút menu. Mình sẽ chọn ở đây thì có 8 cái chức năng, em sẽ giới thiệu từng cái. Đầu tiên là nấu cơm nấu bình thường ha. Rồi tiếp theo là mình cũng nấu cơm nhưng mà nấu bằng cái chế độ siêu tốc. Rồi cái nút thứ ba của mình đây á, là em sẽ nấu gạo cứng ha. Những cái nào gạo cứng thì mình chọn chế độ này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ là nút ngũ cốc, mình nấu đậu các loại. Rồi cái nút bên dưới, hàng dưới cùng đầu tiên á, là mình sẽ nấu xôi gạo lứt. Tiếp theo là cái nút em mê, cái nút này là mình nấu cơm cháy á nhà mình. Rồi tiếp theo nữa là ninh hầm, và cái nút cuối cùng của mình là nấu cháo ha. Mình chọn chế độ nào thì nó nhấp nháy ở chế độ đó. Sau đó mình kết thúc bằng cách là mình bấm vào cái nút khởi động, thì lúc đó là nó sẽ đang thực hiện cái chế độ mình chọn. Ví dụ mình nấu cơm hay nấu cháo gì đó, là mình bấm vô nó làm cho mình. Còn bên này là nút hâm. Rồi tiếp theo nữa là nút hẹn giờ, hẹn giờ và cài đặt. Hẹn giờ rồi cài đặt nha nhà mình. Rồi đây là